Sáng nay, nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ đã tham gia lễ báo công dân Bác. Tại buổi lễ, Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ báo công dân Bác về những thành tích 5 năm qua, Phòng cháy chữa cháy Cần Thơ đã làm được như phòng ngừa tốt, chữa cháy có hiệu quả, giảm thiệt hại về người và tài sản. Buổi lễ là dịp thể hiện lòng tri ân và tấm lòng với Bác của toàn thể lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao nhận thức, hành động và niềm tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.